Ây dâu, Picasso tôn đít của Seiko. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Gà Sinh Tồn. Mình là Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của Minecraft CVKL. Đây là Minecraft công viên khủng long. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình... Mình tới qua đây mất rồi cơ anh em, từ từ đã. Mình nghĩ là mình nên cho cái âm thanh nó bé dưới, các bạn biết tại sao. Trời ơi, con này nó kêu to vồn lên luôn anh em. Đây rồi. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với công viên khủng long nha. Và tập trước có rất là nhiều bạn chê cái chuồng này của mình nó xấu anh em ạ. Và mình cũng thấy nó xấu thật. Nhưng mà những cái con khủng long xấu ấy, mới lại mồm to như cái con này ấy, thì mình thấy là nó chỉ nên đáng xứng đáng ở mấy cái chỗ như này thôi anh em ạ. Và tập trước có rất là nhiều bạn kêu mình là anh ơi, mấy hôm nay mình cảm thấy cực kỳ, mình phải nói với anh em này, mấy hôm nay mình cảm thấy cực kỳ nản luôn. Và mình cũng hiểu lý do tại sao mà mình cứ đang làm dở series mình lại rốt rồi. Bây giờ mình mới phát hiện ra cái lý do tại vì sao mà mình đang làm cái series này hay, sao tự nhiên mình lại rốt thế. Nhỉ, sao tự nhiên mình lại rốt đấy nhở. Sao ngày xưa mình lại tệ thế, tự nhiên ngày xưa mình đang làm mình lại rốt. Thì mình mới nhận ra rằng ấy là cái lý do tại vì sao ngày xưa mình đang làm mình lại nghỉ là anh em cứ vào anh em than thôi. Thật, mình còn chưa kịp than anh em đã than trước mình rồi, than kiểu anh ơi, sao dạo này anh làm video nhạt thế anh ơi, anh mang vũ lít của ngày xưa về đấy. Anh ơi, tại sao anh làm dở thế? Thề với anh em luôn, nghĩ mà chán. Anh em toàn kiểu tạo cho mình những cái cảm xúc là mình không muốn làm nữa thôi. Nhưng mà không sao, nói thì nói, làm thì vẫn làm anh em ạ. Đã nói là tâm huyết thì vẫn phải làm thôi. Mỗi tội là lâu lâu ra một cái, không phải là lúc nào cũng ra liên tục được các bạn ạ. Bởi vì là dạo này cũng hơi bận bịu. Cho nên là, nhưng mà các bạn yên tâm, ba bảo là làm hết là làm hết mà. Nhiều ông cứ vào drop rồi, làm đây, drop đây. Mình không biết nói thế nào luôn đấy. Người ghét mình cứ kêu mình drop đi, người thương mình thì cứ muốn mình làm hết. Đấy, nhưng mà mình sẽ làm hết nha mọi người. Bây giờ thương hay ghét cũng kệ, làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Làm đủ view. Mình bảo ôi, cái kênh này mình làm không vì mục đích kiếm tiền đâu. Bởi vì là có nhiều bạn nào yêu quý mình á, thì mới muốn mình làm thì mình làm lại cho các bạn xem thôi. Chứ mình biết là mình làm Minecraft bây giờ đâu còn bằng được các bạn trẻ như bây giờ nữa anh em. Những bạn trẻ bây giờ làm Minecraft hay hơn mình nhiều, các bạn làm theo cái thiên hướng pro play. Còn mình thì già cỗi chỉ làm được theo một cái thiên hướng gọi là chơi survival thôi. Chứ mình không có chơi theo kiểu roleplay như các bạn ấy được. Mình không diễn được, cái cuộc đời của mình nó không phải là cuộc đời sống để diễn sâu anh em ạ. Đó, mình không diễn được, cho nên mình chỉ làm được mấy cái thể loại gọi là như này thôi. Nếu mà anh em nào xem được thì xem, và xem được thì mình cũng chịu thôi. Các bạn muốn mình làm như nào nữa, mình không biết anh em muốn mình làm như nào nữa. Nhưng mà mình cũng xin thông báo một lần là duy nhất là Vũ Lít chỉ có một, và Vũ Lít duy nhất. Vũ Lít là number one đối với riêng bản thân của Vũ Lít. Còn với người khác như nào thì Vũ không biết, nhưng mà riêng với bản thân Vũ thì Vũ thấy Vũ luôn luôn là number one. Vũ không có gì thay đổi hết, Vũ luôn luôn ở đây. Chỉ có những người nào thay đổi thôi. Các bạn đã lớn lên, các bạn thấy những cái video của mình nó nhạt hơn so với ngày xưa. Chứ thực sự là bây giờ so với ngày xưa đấy, những video của mình nó còn thậm chí là nó hay vãi cả lồng đèn trung thu, vãi con cu vô thủy luôn anh em. Hay vôn, mình xem mình tự vỗ tay mình cười khành khạch luôn. Thế mà nhiều anh em vào kêu Vũ bây giờ khác rồi, Vũ bây giờ nhạt rồi, không được như ngày xưa nữa. Tể với anh em, ngày xưa của Vũ nhá, không bằng một góc của bây giờ luôn. Vũ bây giờ number one, đấy nhá, đấy cho nó vuông. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ làm một cái chuồng bò trong ngày hôm nay mọi người ạ. Hôm nay mình tính làm một cái chuồng bò để mình nuôi mấy con bò ở đây. Rồi, ở đây mình có một ít hạt giống này, mình sẽ đi dụ mấy con bò về. À quên, mấy con bò nó ăn lúa, chắc mình sẽ dụ nó về đây đi, để cho nó gần nhà một tí các bạn ạ. Để mình làm một cái chuồng ở đây nhá. Làm một cái chuồng bò gần nhà, sau đó là mình sẽ nuôi mấy con bò, sau đó mình lấy sữa cho nó. Mình hồi sinh khủng long, anh em thấy sao? Hôm nay mình đã làm được một quả trứng con Drio rồi. Tí mình sẽ nuôi nó dưới đây nha mọi người. Đấy, nuôi nó dưới đây, nhìn cho nó ngầu. Các bạn thấy ngầu không? Quá là ngầu luôn. Nuôi khủng long là phải nuôi ở dưới đấy nó mới ngầu, chứ nuôi ở trên thì có gì gọi là ngầu nữa. Ây da, ở đây bẩn thế. Đã. Rồi, ở đây mình có một ít cái quả này, có một ít cái này. Mình sẽ lấy ra làm gỗ nhá. Sau đó là chúng ta sẽ làm cái hàng rào. Mình không biết làm cái cửa như nào, mình quên công thức làm cái cửa rồi. Đây, mày qua mình vẫn nhớ. Nói là quên nhưng thực sự là vẫn nhớ. Chỉ vì trái tim chúng ta còn yêu. Dạo đây mình cảm thấy mình hứng chơi Minecraft, mình chơi lại cho anh em vui thôi. Mình chơi cái gì thì chơi, khi nào mình chán thì mình nghỉ. Đấy, đó, đấy là cái con người của Vũ rồi. Các bạn có chán mình thì mình cũng chịu thôi. Chưa, mình làm mình không lấy tiền đấy mà đã làm không lấy tiền còn bị chửi là ngán lắm. Mà nhiều bạn ấy kêu là anh ơi anh làm clip cứ than thế. Anh em than chuốc ấy nhá, anh em đừng có loái ấy. Anh em than chuốc mình ơi, mình vào than chuốc anh em luôn.
Toàn anh em vào than dạo này Vũ chán, Vũ hết hết gọi là hết thay rồi, Vũ nhạt rồi. Anh em qua xem người này có xem người kia đi. Nghĩ mà buồn. Thôi thì mình cứ gọi là thêm họ vào danh sách anti của mình đi. Chứ nếu mà các bạn mà cảm thấy mình chán chỗ nào ấy mà các bạn yêu mình á thì các bạn phải nói thì biết mình chán chỗ nào mình mới sửa được chứ. Chứ các bạn cứ Vũ dạo này chán, mình không biết sửa như nào nữa đấy. Anh em chỉ nói mỗi từ chán thôi thì sao mình biết được nào mình sửa đúng không? Ví dụ bây giờ Vũ làm sai chỗ này đi, chèn nhạc hơi bé, chèn nhạc hơi to, hay nói chuyện chỗ này chưa ổn, nói chuyện chỗ kia chưa ổn, thì anh em phải nói chứ cứ vào phán một câu rồi nhạt chán. Vũ của ngày xưa, Vũ ngày xưa thì nó như nào, bây giờ phải nói là Vũ của ngày xưa nó như nào thì bây giờ Vũ của bây giờ sẽ tìm cách để được Vũ như Vũ ngày xưa đúng không? Chứ bây giờ các bạn đã kêu Vũ ngày xưa quay trở về Vũ ngày xưa đi, Vũ ngày xưa là như nào nhỉ? Mình vẫn chưa hiểu Vũ ngày xưa nó sẽ phải như nào đấy các bạn. Thế nên anh em nếu mà anh em nào mà biết Vũ ngày xưa như nào thì đúng với kiểu của anh em thì anh em phải nói cho mình nhá. Mình sẽ không trở về Vũ ngày xưa được, bởi vì là bây giờ mình là Vũ của bây giờ, Vũ của sự tiến bộ, Vũ của sự hay hơn. Nhưng clip nó hay vách cả trường, vách cả lồng đèn chúng tu ra. Chả hiểu sao mấy bạn lại thích ăn mày quá khứ, trong khi tương lai nó phê loài này lại không thích, lại thích quá khứ. Quá khứ chúng ta không nên là cái thứ để chúng ta ăn mày. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, à quên, con bò nó không ăn cà rốt anh em ạ. Bò không ăn cỏ, bò ngu, ai xem clip không like thì ngu hơn bò nhá. Đấy, xem tới thời điểm này chỉ có fan cứng mới xem rồi đấy. Anti đi ra từ nãy giờ đấy anh em. Anti fan đi ra nãy giờ đấy. Tầm này chỉ có những bạn nào yêu quý mình thực lòng mới ở lại xem thôi. Hoặc là anti cứng ấy. Ui, tiếng gì ấy nhỉ? Eo ơi, sợ quá. Tầm này một là fan cứng, hai là anti cứng mới xem bên đây thôi. Chứ mấy người người ta phong trào, người ta xem được tí, người ta thoát rồi. Đấy, bây giờ mới lộ rõ cái bộ mặt thật ra này, các bạn thấy chưa? Bộ mặt thật của Vũ Lít bây giờ là bộ mặt cháo trở. Lịch lãm, không được lịch lãm, cháo trở hai mặt. Đấy, anh em thấy chưa? Đây là Vũ Lít của bây giờ, Vũ Lít của ngày xưa hiền, dịu, nết na, không chửi bậy. Vũ Lít bây giờ chuyên ra chửi bậy. Anh là đồ tồi, anh là người chửi bậy, em sẽ không xem nữa đâu, em sẽ dislike và em sẽ unsub anh, em sẽ không xem anh nữa, anh là đồ cốm nàng. Đấy, ý các bạn là như thế đúng không? Đây, mình sẽ đáp người. Nhưng mà những bạn nào mà là fan cứng của mình nhá thì các bạn nhớ like và share video để ủng hộ cho mình nhá. Mình yêu các bạn ấy, mà các bạn không yêu mình thì chúng ta không đến được với nhau đâu. Đã nói rồi, tình yêu là phải đến từ hai phía, một phía đâu gọi là tình yêu, đúng không? Vì thế mà những ai mà yêu mình là phải yêu là phải like ngay, share ngay mới yêu được. Chứ yêu mà không like không share là không yêu được đâu. Yêu mà không like không share là gọi là tình yêu giả tạo nhá, tình yêu lửa mùa, anh em hiểu không? Bây giờ mình sẽ đi lôi hai con bò này về nhà nhá. Hai con bồn lò anh em ạ. Đấy, giới thiệu với em đây là hai con bồn lò. Hai con bồn lò ở cái resort park hình như là buồn cười quá anh em. Có bồn lò xa xa bên kia thì nó không chịu đi theo, nhưng mà thôi mình gạ được hai con bồn lò đi theo cũng được. Hai con nó có thể xây được cả một cái hệ thống bồn lò rồi anh em. Rồi vào đây, vào đây, hai chú bồn lò yêu quý. Vào đây, vào hẳn đây, vào hẳn trong đây, đúng rồi. Vào đây cho ăn, vào đây cho ăn. Ê, ê, vờ va vờ vẩn, vẩn va vẩn vơ. Đi vào hẳn vào đây, tao còn đẩy cái nắp vào. Mình đẩy nó vào đã. Rồi 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 bạn này. Không đẩy vào được này. Rồi. Cái chỗ này nó hơi bé, từ từ mình cho nó ăn cho to lên đã. Rồi đẻ đi. Đẻ đi hai chú. Đó. Giao phối là một cái công việc cần có những con thú vật. Vâng ạ. Đây bọn nó chơi kiểu bò. Ok rồi, cái con Dario này của mình đã được hồi sinh rồi. Nhưng mà mình ở tập trước có rất nhiều bạn nói mình là anh ơi anh làm một cái khu phức hợp đi. Những con khủng long bé đây anh cho nó ở với nhau, và những con khủng long to anh cho nó ở với nhau thì ok đấy mọi người. Ở trong cái clip này mình sẽ cho con Dario này nó ở chung với con này đi. Ở chung với con này đi. Ui, vãi con zombie nó bị cháy kìa. Tưởng cái gì cơ, giật hết cả này. Giật hết cả này. Mày khiến tao sợ. Mà cái con này làm cách nào để cho nó bớt gáy thôi anh em, hay là chỉ có cách để chém nó chết thôi. Nó gáy ngày cái đêm này sao ngủ được. À quên, mình còn chưa làm cuốn sách nữa anh em ạ. Đấy, nhưng mà trước tiên thì chúng ta cứ hồi sinh con Dario này. Thì ở tập trước anh em cho mình một cái thông tin cực kỳ thú vị. Đó chính là lúc mà mình ở gần nó sẽ tự tham. Tự tham nghĩa là nó sẽ tự mình thuần phục với anh em. Nhưng mà mình ở gần mình sẽ bị chết bởi vì cái tiếng gọi tâm hồn của con kia quá. À mà quên là tập trước các bạn ấy kêu là bột xương thì nó có thể cho cây mía nó lớn lên được. Có lẽ là mình đã bị lỗi thời quá rồi anh em ạ. Để mình thử ra, mình thử xem nhá. Ở trong đây chắc là có vài cái bột xương đây. Mình thử lấy xem mình đây. Có cho cây mía được không? Bởi vì là hồi trước mình nhớ là đâu có cho bột xương và cây mía được đâu nhỉ. Nhưng mà tập trước có vài bạn kêu cho được. Thấy chưa?
Trời ơi, các bạn đã không biết gì, các bạn cứ nói mình đấy. Thấy chưa anh em, thấy anh em sai nhá. Anh em xin lỗi mình ngay. Tập trước ai kêu bột xương cho vào mía được, giơ tay. Các bạn nhìn này, bột xương cho vào mía, tập trước mình đã nói rõ ràng là bột xương cho vào mía được, và các bạn ấy cứ kêu là anh Vũ ngu vãi cả trưởng ra. Bột xương cho vào mía được mà sao anh không cho vào mía? Các bạn đã thấy chưa? Các bạn đã cảm thấy các bạn có lỗi chưa? Các bạn đã cảm thấy các bạn sai chưa? Những ai mà tập trước bảo bột xương mà cho vào mía được thì các bạn nhớ xin lỗi mình nhá. Mình bị tổn thương quá. Hồi nãy mình xin lỗi anh em rồi nhá, bây anh em phải xin lỗi lại mình đi, tổn thương vãi trưởng ra thật. Thề anh em, tổn thương cái anh em. Anh em không biết, anh em biết thì chỉ, anh em không biết anh em cũng chỉ thấy không. Bảo sao luôn luôn thì có những thể các thể loại fan phong trào vào kêu anh Vũ khác ngày xưa. Ui giời ơi, bây giờ tôi biết rõ bộ mặt thật của các ông rồi nhá. Nghĩ đi nghĩ lại mà chán chết luôn đấy, cày thế nhở. Anh em biết thì nói, không biết cũng nói ấy. Buồn, buồn như con chuồn chuồn. Anh em thấy chưa, được dịp là Vũ phải gáy liền. Đâu rồi nhở, của mấy cái mía đâu ta. Đây, chúng ta sẽ làm cuốn sách. Làm cuốn sách như nào? Đây, cần một miếng da. Ủa, da trong đây có này. Rồi, bây giờ trước tiên là chúng ta phải làm cuốn sách đã. Làm cuốn sách đây là tính gì tính nhá. Rồi, 2, 3. Ủa, đâu? 2, đây. Làm cuốn sách. Nhưng mà mình hết cái miếng hoa thạch để mình có thể làm cái kia rồi. Mình bây giờ phải có một cái miếng hoa thạch. Nhưng mà trước tiên là chúng ta đi qua đây đã, để xem con Drio đã hồi sinh chưa. Mình không biết. À đây đây, lắc rồi anh em. Lắc rồi. Mình ghét nghe tiếng con kia nó kêu. Đây, hồi sinh đi bé. Adu. Đây là quả trứng của dinosaur. Con kia nó đang gọi là chọc tức cho con này dậy. Ok, và Drio chúng ta đã hồi sinh rồi. Anh em thấy không? Con này chạy lại gần này. Thì đây sẽ là chỗ của mấy con khủng long bé nha mọi người. Chỗ này là chỗ mình sẽ hồi sinh mấy con khủng long bé ở đây. Mấy con khủng long bé này chắc là không phá chuồng được, cho nên mình sẽ hồi sinh chúng nó ở đây đã. Tạm thời sẽ hồi sinh mấy con này ở đây, rồi từ từ thì mình sẽ hồi sinh những con khác sau. Anh em thấy chỗ này sao? Mấy con này bé xíu à? Các bạn nhìn thế thôi chứ nó bé tí thì đi à? Đó, tập này chúng ta đã hồi sinh được thêm con Drio nữa. Và cái vấn đề mà thức ăn cho mấy con khủng long ăn cỏ thì chúng ta cũng không sợ nữa nhá. Bây giờ mình phải đi xuống dưới hang để mình đào thêm một ít hóa thạch các bạn ạ. Ồ, mà mình còn sắt không ta? Từ từ đã, để mình chạy qua đây xem mình còn sắt không đã nha. Mình có 2 cục à. 2 cục thì không thể đủ để làm một cái khúc sắt được. Ê, chúng ta phải xuống cái đây. Ủa, tối om. Mình đào một ít than đi. Chắc là phải mang theo cả một ít gỗ đấy các bạn ạ. Các bạn biết mang gỗ để làm gì không? Mình phải mang gỗ xuống để mình làm cái bàn chế tạo với cả làm mấy cái thứ linh tinh đấy. Để mình xem trên người mình còn bao nhiêu gỗ nè. À, 19 gỗ thì thừa rồi, không sao đâu. Mình cũng chỉ xuống rìa rìa thôi, mình không xuống sâu quá đâu. Mình sẽ làm một ít đuốc này. Mình thì lại thừa mấy cái này để làm đuốc rồi, cho nên mình cũng không lo. Đây, đó. Mình sẽ, nhưng mà mình vẫn phải đào thêm một ít sắt nữa, à ít than nữa. Bởi vì là mình sợ đấy, là lỡ may mà xuống dưới ấy, nó không có gì á, thì cũng hơi tệ một tí. Đó, đi xuống nhỉ. Đi xuống, ok, đi xuống. Rồi, bắt đầu cắm đuốc ở đây. Mình xuống đây mình cần phải tìm một ít hóa thạch các bạn ạ. Đó, để mình ghép cho ra một cái cuốn sách kia. Đây, như được rồi này. Cái hóa thạch nào cũng được hay sao á. Đó, được cuốn sách này. Cuốn sách này rất là quan trọng nhá. Và như bạn nào không biết thì cuốn sách này rất là quan trọng. Tính ra là cái hàng này nó cũng không sâu lắm đâu anh em. Nó chỉ sâu tới đây thôi. Một có thể là mình sẽ hồi sinh những cái con khủng long nó giữ ở dưới đây, để tránh cái tình trạng nó đi lên được ấy mọi người. Vì mình cũng biết là những cái con khủng long giữ nó dễ phá chuồng ấy. Thì mốt mình sẽ làm một cái cơ quan ở phía dưới đây, để cho mấy con khủng long giữ nó xuống dưới đây. Cái mình đi xuống dưới đây mình thăm cho nó cũng được. Chứ chúng nó phá chuồng ở trên thì chúng nó qua cho nó cắn, ăn thịt hết mấy con khủng long ăn cỏ đấy. Nghĩ cũng tội mà thôi, nên thế anh em ạ. Không kệ được, phải nên thế. Kệ là toang á. Kệ là xong ấy anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, hết đường rồi đó. Thư luôn này anh em thấy không? Cái cúp này nhưng mà ít ra thì cái công dụng của nó cũng đã được thực thi rồi. Cho nên mình cũng không cảm thấy như nào lắm. Ok, rồi. Rồi, ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua và xem hai con khủng long này một tí nhá. Bởi vì là tập trước là mình còn chưa xem được hai con này. Đến thời điểm bây giờ mình mới xem được nè. Nhưng mà mấy con này khi mà nó lớn lên nhìn nó cũng không to lắm đâu. Nó chỉ thế này thôi. Rồi, để xem cái con này được mấy hôm rồi nhá. Mình còn phải làm một cái feeder nữa anh em ạ.
Đây là con này với 1 tuổi à. Parasaurolophus. Vậy con này chắc là sẽ lớn đấy anh em. Con này chắc là bự này. Con này mốt nó lớn lên chắc là bự lắm này. Bởi vì là lúc có 1 tuổi đã to như này rồi. Ăn này ăn đồ rất linh tinh nhá. Nhưng mà đồ cái này lo được, cùng có cà rốt và cây lúa mì này thì mình lo được này anh em. Còn đây con Drio thì sao? Con Drio thì cũng thế, cũng có cà rốt và lúa mì là nằm trong cái chuỗi thức ăn là mình có thể lo được, cho mình không sợ lắm. Và chắc là mình sẽ đào nó xuống thêm một, chắc là bây giờ mình sẽ đào nó xuống thêm một cái đi các bạn. Đào xuống thêm, ui không được không được không được, không được. Từ lấp vào không nó nhảy dưới đây là chết chúng nó. Ủa dưới đây là một cái vực cực sâu luôn các bạn ơi. Vậy là mình không thể xây ở dưới đây được rồi các bạn. Ở dưới nó là một cái vực cực sâu ấy, các bạn vừa để ý rồi đấy. Dưới đây nó là một cái hang sâu vãi cả trưởng ra. Đó. Thì mốt mình sẽ xây nó cao lên vậy. Mốt mà nếu có thời gian ta sẽ xây cái chuồng này nó cao lên nha. Và mình sẽ bọc bằng đá đi. Bởi vì nhiều bạn nói là anh bọc bằng cỏ nhìn xấu quá. Nhưng mà các bạn nhìn cái màu này đẹp mà. Các bạn nhìn thử xem. Cỏ xanh mơn mởn đẹp vãi cả lồng đèn trung thu. Vãi cu phù thủy này mà anh em còn chê nữa. Nhưng mà nếu anh em muốn thì ở tập sau đi. Mình sẽ thay cái đấy bằng đá cho các bạn xem. Thì không biết là các bạn muốn xem bằng đá hay muốn xem bằng cái gì thì các bạn hãy comment ở dưới để mình biết nhá. Rồi ok, và có lẽ là chúng ta sẽ dừng cái clip này đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì bye bye.